Béo phì là một trong những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, đột quỵ, suy thận, nhồi máu cơ tim hay ngừng thở khi ngủ, làm suy giảm chất lượng sống của người bệnh. Có 4 cách để đánh giá liệu một người có đang bị thừa cân béo phì hay không. Cách thứ nhất là theo dõi chỉ số khối cơ thể BMI, được tính dựa theo cân nặng và chiều cao. Cách thứ hai là đo phồng bụng. Cách số 3 là đo lớp mỡ dưới da. Và cách thứ 4 là đo phân bổ mỡ trong cơ thể bằng phương pháp hấp thụ tia năng lượng kép. Trong số các phương pháp xác định thừa cân béo phì, chỉ số BMI được coi là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất. Để tính chỉ số khối cơ thể BMI, bạn hãy lấy cân nặng chia cho bình phương chiều cao. Tuy nhiên, BMI chỉ tính chung thể trọng của toàn bộ cơ thể. Trong khi đó, béo phì là tình trạng tăng thể trọng do tăng khối lượng mỡ. Đối với những người tập luyện thể hình, tăng trọng lượng mà do tăng khối lượng cơ bắp thì không phải là béo phì, mặc dù có chỉ số BMI rất cao. Đặc biệt là mỡ hay cơ bắp, phương pháp có độ chính xác cao hơn là đo bằng máy hấp thụ tia X năng lượng kép. Tuy nhiên, phương pháp này khá tốn kém và không thực sự phổ biến, nên có thể sử dụng cách đơn giản hơn là đo vòng bụng. Có thể nói rằng, vòng bụng gia tăng tương quan với phân bổ mỡ trong cơ thể. Đó là điểm chính để xác định thừa cân hay béo phì. Nếu vòng bụng hay vòng eo từ 80cm trở lên đối với nữ và từ 90cm trở lên đối với nam thì có nghĩa là bạn đang mắc bệnh béo phì. Để phòng ngừa nguy cơ bị thừa cân béo phì, điểm mấu chốt là phải ăn uống đúng cách. Thứ hai là phải tập thể dục thường xuyên, ít nhất nửa giờ mỗi ngày. Làm được điều này không chỉ giúp bạn ngăn ngừa béo phì mà còn đảm bảo cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe tổng thể được nâng cao. Mọi người cũng cần lưu ý tới nguyên tắc 7-8-9. 7 ở đây chính là nồng độ đường máu HbA1c, trung bình 3 tháng không vượt quá 7%. Nếu nồng độ này vượt quá 7%, có thể gia tăng nguy cơ biến chứng mù lòa, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tắc mạch máu chi dưới, suy thận, viêm dây thần kinh. Điều tiếp theo cần nhớ là hai con số 8 và 9 với ý nghĩa. Hãy giữ vòng bụng của mình đừng vượt quá 80cm đối với nữ và 90cm đối với nam. Để thực hiện đúng theo nguyên tắc này, hãy xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, ăn uống đúng cách, tập thể dục đều đặn, hạn chế sử dụng rượu bia. Hãy luôn nhớ rằng lượng calorie nạp vào nếu nhiều hơn tổng lượng calo tiêu hao thì về lâu dài sẽ dẫn tới thừa cân béo phì. Calorie đến từ các loại thức ăn chứa nhiều tinh bột như cơm, miến, phở. Thứ hai là mỡ. Thứ ba là trong chất đạm, thịt, cá. Một nguồn calorie bất ngờ khác đó chính là trong bia và rượu. 1 gram cồn chứa đến 7 calo. Trong khi đó, 1 gram carbon hydrate trong cơm chỉ chứa 4 calo. Một bát cơm cung cấp khoảng hơn 100 calo. Nhưng chỉ cần uống một lon bia, lượng calo hấp thụ cũng gần tương đương như vậy. Để tiêu hao 100 calo này, bạn sẽ phải đi bộ khoảng nửa giờ. Nếu uống khoảng 5 lon bia, lượng calo tích tụ lại tương đương vào khoảng 5 bát cơm và bạn sẽ cần tới 2,5 giờ đi bộ để có thể tiêu hao hết số lượng calo này. Để giảm cân, cần tiêu thụ ít calo hơn so với lượng cơ thể đốt cháy. Sau đây là cách đơn giản, hiệu quả giúp bạn cắt giảm calo trong thực đơn ăn uống, từ đó thúc đẩy giảm cân dễ dàng hơn. 1. Nói không với các loại đồ uống giàu năng lượng. Để kiểm soát calo, bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại đồ uống nhiều năng lượng và đường như nước ngọt, soda, nước ép trái cây và sinh tố có đường. Bên cạnh đó, trà và cà phê là những thức uống lành mạnh có chứa ít calo. Tuy nhiên, thêm một thìa cà phê đường vào trà hoặc cà phê sẽ bổ sung khoảng 16 calo vào thực đơn của bạn. Do đó, bạn nên hạn chế thêm nhiều đường vào đồ uống. 2. Sử dụng chén đĩa nhỏ hơn. Một mẹo giảm cân đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn chính là thay chén đĩa bằng các loại kích thước nhỏ hơn. Trên thực tế, nghiên cứu đã cho thấy những người dùng đĩa ăn kích thước lớn trong một bữa tiệc tự chọn sẽ ăn nhiều hơn tới 45% so với những người sử dụng chén đĩa cỡ nhỏ hơn. Chính vì vậy, bạn nên chọn đĩa ăn nhỏ để giữ khẩu phần ăn phù hợp. Cách này có thể giúp bạn giảm đến vài trăm calo mỗi bữa ăn. 3. Ăn nhiều rau hơn. Rau là một trong những loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe cũng như quá trình giảm cân, vì chúng chứa nhiều chất xơ và khiến bạn no lâu hơn.
Vì vậy, nên tăng cường lượng rau trong thực đơn giảm cân của mình. Trước khi thưởng thức các món chính, bạn có thể cân nhắc ăn món salad rau xanh hoặc một số loại rau luộc. Điều này sẽ giúp hạn chế cân đói và hạn chế không tiêu thụ quá nhiều calo. Hạn chế sử dụng nước sốt. Nhiều người có lẽ không tính toán có bao nhiêu calo trong các loại nước sốt, nhưng điều này lại rất quan trọng. Theo đó, một muỗng canh mayonnaise chứa khoảng 100 calo. Trong khi đó, 1/4 trái bơ khoảng 28 gram chỉ chứa 50 calo. Do đó, nếu bạn thích ăn bánh mì hoặc salad cho bữa trưa, hãy thay sốt mayonnaise bằng quả bơ tươi. Không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giảm đáng kể lượng calo tiêu thụ. Ngoài ra, trong chế biến các món mì, bạn có thể chọn sốt cà chua thay cho nước sốt kem. Đây cũng là một cách đơn giản giúp giảm bớt calo trong thực đơn, đồng thời tăng cường lượng chất xơ từ rau củ lành mạnh. 5. Hạn chế đồ chiên rán. Thực phẩm chiên rán không những giàu calo mà còn chứa nhiều chất béo bão hòa, không tốt cho sức khỏe. Thay vì chế biến các món như gà rán, cá rán, nên ưu tiên những món hấp hay luộc. Một cách khác là bạn có thể cho dầu ăn vào bình xịt và sử dụng khi chiên xào. Nhờ đó, bạn có thể giảm rất nhiều calo mỗi bữa ăn. Tham khảo phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Áp dụng nhịn ăn gián đoạn đúng cách có thể giúp bạn giảm lượng calo nạp vào cơ thể, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa và giảm cân hiệu quả. Nhịn ăn gián đoạn là phương pháp cho phép bạn ăn trong một khoảng thời gian nhất định để giúp cơ thể tăng cường đốt cháy chất béo. Cho đến nay, có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy những lợi ích tích cực mà phương pháp này đem lại, điển hình là tác dụng giảm cân, giảm mỡ. Bằng việc giới hạn khoảng thời gian ăn, lượng calo nạp vào cơ thể cũng sẽ giảm đi một cách tự nhiên, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo dự trữ trở thành năng lượng. Mặt khác, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhịn ăn gián đoạn có thể cải thiện nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, chẳng hạn như huyết áp, mức cholesterol, chất béo trung tính, ngăn ngừa béo phì, kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. Những đối tượng không nên áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn để giảm cân: trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú, người có tiền sử rối loạn ăn uống. Một số hình thức nhịn ăn gián đoạn phổ biến bao gồm: thứ nhất, phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16-8, tức là nhịn ăn trong 16 giờ và chỉ ăn trong 8 giờ còn lại. Thứ hai là nhịn ăn gián đoạn 5-2. Bạn sẽ ăn uống lành mạnh trong 5 ngày và giảm lượng calo xuống 1/4 nhu cầu hàng ngày trong 2 ngày còn lại của tuần. Thứ ba là nhịn ăn luân phiên. Áp dụng ăn và nhịn ăn cách ngày. Khi mới bắt đầu, do cơ thể chưa quen với chế độ ăn mới, bạn có thể ăn 500 calo vào những ngày cần nhịn ăn với các loại thực phẩm giàu protein và rau củ ít calo.